thích mua đồ chơi vô tri phần 20. Hộp đồ chơi rắn sao? Nhìn đứa bé này giống tôi lúc nhỏ khi có đồ chơi mới vậy. Không giống trứng rắn tí nào, nhìn giống đứt hơn. Tao chưa làm gì mà. Thôi ngay đi. Hộp này cũng là món đồ chơi thì phải. Bạn hãy nhìn ảnh bìa của nó kia. Ai đã tạo ra khuôn mặt này thế? Có vẻ như cái mũi này đang bị cảm. Nước mũi tùm lum và bắt buộc tớ phải lấy nước mũi ra để cứu nó. Rồi làm tới khi nào? Cái đầu mày chứa gì trong đây vậy? Sao lại bắn trúng mặt tao thế hả con kia? Các bạn hãy nhìn đi. Tớ chưa phen lắm rồi đấy nhé. Mấy món này toàn là dùng không được thôi. Cái mắt kính gì đây? Món đồ vừa nãy rõ ràng là mua cho con người ngoài hành tây. Vậy hộp này nhất định là dành cho tớ rồi. Hộp nhẫn sao? Ôi trời ơi. Rõ ràng là miếng trả nồi, nhưng là trong một hộp như là vòng tay. Rõ ràng là thiết kế dành riêng cho con người ngoài hành tây này. Ê, lăng đầu đấy. Nó là răng người già có đúng không? Ôi là trời, thật sự là ăn được không đấy? Cũng ngon dữ bay. Hộp này vừa to vừa mỏng. Bộ bài gì thế này? Nó còn nhỏ hơn cái móng tay của tớ nữa. Nếu mà muốn chơi bằng cái này thì chắc tớ phải mua kính cận 10 độ. Như thế này thì chắc chắn là review mấy món vô tri tuổi sáng quá. Cái gì vậy bà đó? Cái bụng già còn có cả lăng cơ đấy. CQC bánh bao sao? Loại này Shopee của tớ cũng có bán đấy nhé. Chất mềm mịn lắm, như cái bánh thật ấy. Trong đây nhẹ ghê, chắc lại toàn là giấy chứ gì. Giao cho tôi cầu tiêu mini để làm gì không biết. Tại sao nó lại có nước? Vậy rồi sao tao mở ra được mà review đây hả? Hình như nó là kẹo thối, hoặc là kẹo ăn được. Để xem tớ bốc trúng viên nào. Nhìn sợ quá đi. Bánh bướm. Để tao trả lại đôi cánh cho mày. Hãy mau về hành tây của mày đi. Và đừng quên chào tạm biệt các bạn. Thử thách mua đồ chơi vô tri phần 21. Tớ nhận ra mình như đứa trẻ mới lên ba ấy. Chú tiện ra cho mình một con bạch tuộc. Này mày chạy đi đâu đó? Tớ mà đặt nó lại vị trí cũ thì cũng sẽ đi ngang như qua vậy nè. Mày có phải qua giả bạch tuộc không? Giữ dùng tôi con này. Cái gì vậy nhỉ? Cái cài tóc sao? Nó hợp với mày đấy. Những thứ vừa nãy chả xi nhê gì. Tôi trụ được một cách dễ dàng. Tớ đặt đơn hàng này to dữ lắm. Không biết trong đây sẽ có gì nữa. Cực kỳ nặng. Bộ thì bụi chả bá, bộ thì nhỏ như kiến. Có thể giao cho tôi thứ bình thường có được không? Cái gì nữa vậy trời? Cái món vô tri gì thế này? Để tớ tháo ra xem. Nhìn nó ghê quá. Thiệt tình, sao hôm nay tớ khui hàng toàn liên quan tới cước và bồn cầu không vậy chứ? Thôi là nhận được một cuộc rồi mà. Trong đấy có lẽ là cây súng nè. Hôm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Hình như mình phải lấy cái nút này ra rồi cho nước vào đây để bắn thì phải. Nhưng bạn có thấy nó kỳ lạ vì phải ấn vào chỗ nào không? Bên trong bịch này nó mềm mềm. Con cá này còn sống sao? Nhưng mà nó là đồ chơi mà. Món vô tri tiếp theo. Số phận của tôi là làm chủ đề này đến khi nào hết tiền thì thôi. Ông chủ tiệm chắc giàu lắm rồi. Ông giao cho tôi toàn thứ gì không vậy? Thật sự rằng là có một điều tớ cần phải nói. Lúc nhỏ mình chưa từng có đồ chơi. Lý do là vì mình thích chơi mấy tờ giấy và thùng xốp. Còn đồ chơi thì mình cho người khác hoặc bỏ xó một góc. Cái gì vậy bà nội? Từ đó về sau gia đình không mua cho mình cái gì nữa. Thế là lớn lên tớ quyết định mua thật nhiều đồ chơi khác nhau. Nhưng chưa có món nào chơi được luôn. Chẳng hạn là cái này. Nhỏ vậy rồi sao mà đấm. Mình mới nhận ra rằng cái này đó sức mạnh của bốn tay, chứ không phải là đấm. Mày có tin là tao có thể dùng bàn tay này để giúp mày đi lên cõi trời sớm hơn không? Ôi trời ơi. Tớ chưa từng thấy những thứ như vậy bao giờ cả. Chắc là do bản thân còn quá trẻ để có thể điềm tĩnh lại một chút. Liệu đây có thể là cái điện thoại di động? Có lẽ nào là iPhone 15 mini? Cứ khui ra xem thử, biết đâu được. Tớ
không nghĩ rằng Betsy có bán cả điện thoại nữa cơ đấy. Chuyện này thật khó tin, nhưng mà ý kiến riêng là điện thoại này như vậy. Mình mở nguồn lên xem thử coi nó có hoạt động không. Cái gì đây? Máy tính tiền trong siêu thị à? Hình như không phải, cái này là cây xăng. Ấn vào đây. Xin chào quý khách, bạn có muốn đổ xăng không? Có cả tấm thẻ mini để mình quẹt tiền đổ xăng này các bạn. Nhét vào đây. Cảm ơn vì đã sử dụng dịch vụ. Trong lúc đợi, bạn hãy lắng nghe giai điệu bài hát nhé. Cục này nặng vãi cả trường. Nếu là vàng thì nặng vậy tớ cũng chịu. Tỉnh ngủ đi em ơi, không ai cứu được em đâu. Không hiểu kiểu gì luôn. Sao có thể tàn nhẫn như vậy chứ? Nó không có một chút tích sự gì cho tôi luôn ấy. Ông đừng có nói là đồ này ông đi nhặt ngoài đường xong gói lại bán cho tôi đấy nhé. Thử thách mua đồ chơi vô chi phần 20. Cái gì vậy bà nội? Cá sấu mà cũng có rốn cơ à? Ngộ nghĩnh nhỉ? Là sao? Có sai được không vậy? Hai cái này của Nacha mà có đúng không? Tao là con người, nghe chưa vậy? Đừng nói đây là... Tiêu đề trên biển nó ghi, đây sẽ là thú cưng của bạn. Giờ mình phải nhét cái cây này vào, theo hướng dẫn. Lạy các cụ hãy cho con món đồ chơi bình thường có được không? Tớ vừa mới làm rớt thứ này. Lạ quá vậy, chưa từng thấy trước đây bao giờ. Bự thế, tớ không nhầm thì thùng này chỉ 20.000 thôi. Chắc là bịp rồi. Ảo thật đấy. Ta sẽ không trả lại nếu đây là gửi nhầm đâu đấy nhé. Xịn vãi trưởng luôn trời ơi. Mình nghĩ sẽ mua chỗ này nhiều hơn nữa mới được, hi hi. Hả? What the hell? Điều kiểu gì? Cái này mà cũng coi cho được cơ à? Có đôi gốc nào mà bự trả bá thế này không? Cục hàng này bự lắm, nên mình phải đứng để lấy. Thứ gì vậy? Xe này dành cho con nít cơ mà, ta sẽ không bao giờ ngồi lên. Nói không chơi vậy thôi chứ, cũng tiền bỏ ra mua, không làm gì thì tiếc sữa lắm. Hoạt động nó bằng cách nào đây? À, tớ tìm ra được chỗ ấn nút rồi. Như ngày đó tao về mà mày. What? Mày xách dao rượt tao. Tao chạy vô tao mét má tao. Hai má con tao rượt má mày. Mình vừa mới đặt hộp đồ chơi này về. Không biết trong đây có gì cả. Hình như tớ đọc giấy hướng dẫn có ghi là lắc cái này vào. Hả? Tớ phải ấn để lấy đà cho cái mô hình này xoay được một vòng rồi nhảy qua thềm bên kia. 1, 2, 3, nhảy. Không sao, thử lại lần nữa. Vốn dĩ thì cuộc sống đã muốn thử thách tớ rồi. 1, 2, 3, nhảy đi, mau nhảy coi. Cái này dài dữ lắm, mình sẽ mở hộp dài này trước. Tò mò ghê luôn. Cái tô viết gì thế này? Ôi là trời, các bạn không nhìn nhầm đâu. Cái này mà mẹ mình thấy chắc mình chết mất. Không sao, tớ vẫn còn trụ được. Một đống bùi nhùi gì thế này? Có phải cây búa không nhỉ? Món đồ điều khiển của nó, ấn nút này thì phải. Wow, to quá đi. Chắc hèn bốc được đồ chơi xịn rồi các bạn. Hộp trong đây có thể là một chiếc máy bay. Làm gì mà gói kín đáo thế? Làm mình tò mò vãi. À, chắc cái đồ chơi nào đó nằm trong đây. Chính cút miệng cho tao. Cái đồ dở hơi.